Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Lộc ơi. Hôm nay hãy cùng Lộc ơi đi tham quan một vòng thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng nhé mọi người. Video này quay cho những bạn nào xa Bảo Lộc mà chưa có thời gian để về thăm. Thì đây là con đường khá quen thuộc đấy mọi người. Đó là quốc lộ 20. Một con trong những con đường huyết mạch nối thành phố Đà Lạt với thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên trái của chúng ta đó là trường cao đẳng kinh tế Bảo Lộc mọi người. Một trong những cái ngôi trường khá là lâu đời. Trước đây thì trường được xây dựng theo lối kiến trúc của Pháp thời xưa mọi người. Đây được xem là một trong những cái khu sầm uất nhất của Bảo Lộc. Phía bên trái của chúng ta đây là siêu thị Co-op-mart Đài Nước của Bảo Lộc. Trên tuyến đường này thì có rất nhiều các ngân hàng như Nam Á Banh, Vietcombank, ACB. Lưu lượng lưu thông trên quốc lộ 20 khá là đông nhé mọi người. Có đường quốc lộ 20 có tới 4 làn xe khi qua trung tâm thành phố Bảo Lộc. Nhưng mấy năm gần đây lưu lượng xe rất là đông. Có nhiều khi xảy ra hiện tượng kẹt xe đó mọi người. Chúng ta nhìn phía bên phải này là nhà thờ Bảo Lộc, và sát nhà thờ Bảo Lộc đó là chùa Phước Huệ Bảo Lộc luôn mọi người. Một trong những cái địa phương mà có cả nhà thờ và chùa nằm sát nhau luôn, khá là thú vị. Chỉ chạy thêm một khúc nữa là chúng ta sẽ đến hồ Đồng Nai, hay người dân Bảo Lộc còn gọi là hồ Bảo Lộc. Ở khu vực Lâm Đồng này, mỗi một cái khu vực thị trấn thường có một cái hồ. Ví dụ như Đà Lạt thì có hồ Xuân Hương, Bảo Lộc thì có hồ Đồng Nai. Vì cái hồ này bắt nguồn đầu của sông Đồng Nai á mọi người. Cái tòa nhà chẳng chẳng mọi người nhìn bên trái đó là Vincom nha mọi người. Tiếp theo đó là trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc. Rất nhiều tài năng đã được học tại thành phố trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc nha mọi người. Đây là một trong những cung đường khá là đẹp của Bảo Lộc mọi người. Chạy thêm một chút nữa phía bên trái đó là nhà hàng Tâm Châu. Nếu những ai đã du lịch Đà Lạt thì chắc chắn sẽ rất nhiều người dừng chân và ăn uống trưa tại nhà hàng Tâm Châu. Nhà hàng này khá là lâu đời rồi mọi người, phục vụ cho tuyến du lịch thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt sẽ ghé ăn trưa tại thành phố Bảo Lộc. Ngoài ra thì chúng ta có thêm cơm niêu Thuần Thành này và rất nhiều các địa điểm ăn uống khác nữa. Bảo Lộc thì mấy năm gần đây được đầu tư phát triển khá là tốt. Phía bên trái chúng ta đó là trung tâm trưng bày sản phẩm của Hyundai đang được xây dựng khá là lớn đó mọi người. Thì nếu mọi người không có phương tiện cá nhân thì đi du lịch Bảo Lộc hoặc Đà Lạt thì sẽ có các tuyến Phương Trang, Thành Bưởi và đặc biệt là những xe limousine chất lượng cao. Hôm nay thì Lộc cũng đi lấy đồ tại bến xe Phương Trang, Bảo Lộc. Thì cũng sắp đến này mọi người. Xe Phương Trang thì phục vụ cũng khá là ok.
xe chất lượng cao. Ở Bảo Lộc thì có xe trung chuyển nha mọi người, nên mọi người đi xe Phương Trang nếu ghé Bảo Lộc thì có thể dùng xe trung chuyển miễn phí để về khách sạn hay những địa điểm mình cần đến. Đây là bến xe Phương Trang Bảo Lộc rồi mọi người. View của bến xe Phương Trang này cũng khá là đẹp, nhìn thẳng qua núi Đại Bình, một trong những địa điểm săn mây khá là nổi tiếng của Bảo Lộc. Đấy, đối diện đây là điện máy chờ lớn đấy mọi người. Nói chung thì Bảo Lộc và mọi cái cơ sở vật chất, những cái dịch vụ giải trí thì không thua kém gì những cái thành phố khác mọi người. Bảo Lộc thì cũng có siêu thị, có các trung tâm thương mại, điện tử, Thế Giới Di Động, điện máy xanh. Đây bên trái, bên phải chúng ta đây là dự án nghỉ dưỡng Kendall Vista của Đôi Dép nha mọi người. Đây chúng ta sẽ quay lại một vòng trung tâm của thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong những cung đường cũng khá là đẹp và sầm uất của Bảo Lộc, quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch. Hy vọng là khoảng vài năm nữa là chúng ta sẽ có đường cao tốc để giảm tải cho quốc lộ 20 đang quá là lưu lượng giao thông quá là nhiều mọi người. Đấy, bên phải là nhà hàng Tâm Châu mọi người. Đây, khúc này khá là đẹp này. Ai mà đi phương tiện cá nhân thì nhớ chú ý cái khúc này nha. Chúng ta không thể chạy thẳng xuống dưới kia mà phải quẹo lên. Đây này, có những cái mũi tên ấy. Rất nhiều người từ địa phương khác đến ấy, thì nhiều khi chạy nhầm ở khúc này. Đây là khúc rất là đẹp nha mọi người. Bờ hồ Bảo Lộc. Bảo Lộc cũng có hai cái rạp chiếu phim lớn, đó là một của Vincom và một của ta trung tâm giải trí Starlight. Đây là trung tâm của thành phố Bảo Lộc mọi người. Mọi người nhìn bên phải sẽ là cổng chào của thành phố Bảo Lộc. Nhưng hôm nay thì Lộc sẽ không quay ở trung tâm phía bên trong, mà chủ yếu quay quốc lộ 20. Mục đích của Lộc sẽ chạy thẳng xuống cầu Đại Lào luôn nha mọi người. Một trong những cây cầu mà có từ thời chống Pháp, chống Mỹ, khá là lâu đời rồi. Để chạy xuống đó mục đích là để đi tham quan săn mây đồi Bát Úc, một trong những địa điểm săn mây quá là tuyệt của Bảo Lộc luôn. Nhưng chắc để video sau thì Lộc sẽ quay toàn cảnh về đồi Bát Úc cho mọi người cùng thưởng thức. Còn hôm nay sẽ đi tham quan một vòng thành phố Bảo Lộc với mọi người. Đến đồi Bát Úc là khoảng 18 km, một quãng đường cũng không quá là xa lắm. Ở Bảo Lộc thì có đặc sản là trà, dâu tằm và lụa nha mọi người. Lụa tơ tằm, dâu tằm tơ Bảo Lộc ấy. Thì Bảo Lộc là xứ sở của trà mà. Nên anh chị nào có du lịch Bảo Lộc thì đừng quên
thưởng thức trà nhé, trà Bảo Lộc, và tham quan những cái đồi trà bát ngát như đồi trà Tâm Châu. Còn một quãng đường nữa thôi là chúng ta sẽ đến một nơi gọi là trung tâm trà của Bảo Lộc, đó là khu vực Thánh Tâm. Nơi đây thì tập trung rất nhiều các danh trà nổi tiếng, có từ thời rất là lâu rồi và khá là nổi tiếng. Bảo Lộc thì có trà Ô Long khá là ngon đó mọi người. Đây, nếu mọi người muốn tham quan đồi trà ngay trung tâm Bảo Lộc thì có thể quẹo phải vào đường này này mọi người, đường Huỳnh Thúc Kháng. Trong đây thì có một cái đồi trà nhỏ nhưng mà cũng rất là thoáng nha mọi người. Hồi xưa ở đây, ở đó có cả mấy chục hectare trồng trà của nông trường đó mọi người, bây giờ vẫn còn nhé. Đây, chỉ chúng ta gần đến trung tâm trà của Bảo Lộc rồi mọi người. Vào những cái thời gian mà người ta sấy xào trà thì khi đi ngang qua đây chúng ta sẽ ngửi được những cái hương thơm dùng để ướp trà như hoa lài này, hoa sỏi này, hoặc cái mùi mà trà tươi á, người ta xào sấy phơi khi khô nó có cái mùi rất là đặc trưng nha mọi người. Bên trái này cơm niêu thành thành đó mọi người. Đây là trung tâm trà của Bảo Lộc này mọi người, rất là nhiều danh trà nổi tiếng ở khu vực này như Thiên Hương, Thiên Thành. Đây, chúng ta chạy đang trên địa phận của phường Lộc Tín của thành phố Bảo Lộc. Cầu Đài Lào còn cách chúng ta cũng khá là xa mọi người, cũng phải 5 đến 10 cây số. Rồi khi nào đến cầu Đài Lào thì Lộc sẽ nói tiếp nha mọi người. Bây giờ thì mọi người hãy cùng thưởng thức quang cảnh quốc lộ 20 đi qua thành phố Bảo Lộc. Thank you.
Đây mọi người, chúng ta đã đến với cầu Đại Lào này. Đấy, cái cầu bên trái đó là cầu Đại Lào đó. Một cái cầu mang bao dấu tích của chiến tranh từ thời Pháp. Và cây cầu này đã được thay thế bằng cây cầu mới để đảm bảo an toàn giao thông nha mọi người. Chúng ta còn chạy khoảng vài km nữa là đến chân đèo Bảo Lộc mọi người. Vậy là hôm nay đã tham quan một vòng quốc lộ 20 của thành phố Bảo Lộc. Video sau mọi người nhớ đón xem hành trình đi săn mây đồi Bát Úc của Lộc ơi nhé. Theo video Lộc ơi xin dừng lại ở đây. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất trong hành trình khám phá của Lộc ơi. Cảm ơn mọi người.